Chào mừng quý vị và các bạn tới phần bình luận tổng hợp diễn biến chiến sự qua video ngày thứ tư 22 tháng 5, ngày thứ 810 chiến cuộc chiến Ukraine. Vâng, chúc quý vị chuẩn bị sẵn bỏng ngô và nước ngọt để chúng ta cùng khai cuộc. Và hôm nay thì quá nhiều video và và dạ dạ tầm này thì cũng thèo thào rồi cho nên là giao lưu quý vị để cho lấy lại nguồn uh, sức mạnh chúng ta hãy bắt đầu bằng mặt trận vùng khắc cốp và khắc cốp hôm nay khá im ắng quý vị ạ khá im ắng ở mặt trận khắc cốp mặc dù có rất nhiều thông tin đồn đại à, rồi là buổi sáng thì có những việc nga tiến quân ở hướng cánh phải hướng mà chúng ta mong chờ đấy. thế nhưng mà đến buổi chiều thì nó lại im rẻ à, rất là ngạc nhiên nhưng mà thôi không sao chúng ta hãy đến với lại trận chiến ngay à, ngày hôm nay có thể nói rằng là chúng ta sẽ chứng kiến khá nhiều những quả bom gọi là bom ô đáp bom chân không của phía nga uh, được sử dụng khá rộng rãi trên chiến trường ngày hôm nay và toàn là những quả bom 1.500 đây là quả bom uh, odap bom chân không của nga 1.500 ở hướng vô Và hãy bắt đầu đi video vừa rồi nó bị quay tít rồi và chúng tôi đã chuyển sang mạng uh, 4g thử xem Ui dồi Ôi rồi ơi Quả này nó hút sạch chân không thế này thì còn cái gì để mà thở nữa. Và một cái uh, quả bom 1500. Thì nó không giống như quả bom FAB. Đúng không ạ? Quả bom hút chân không thì có vẻ là nó không có đánh bay. Các cái cụm uh, gọi là là kết cấu của công trình. Mà nó họ sẽ hút sạch cái chân không ở khu vực đó. Không khí ở khu vực đó. Đấy chúng ta nhìn đây. Mặc dù là sức công phá nó vẫn là khủng khiếp. Nhưng mà nó lại không nhắm vào cái 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 cái, cái, tưởng tiếc vân vân À, một cái quả bom hết sức là kinh khủng của phía Nga. Và, và dạo này có vẻ Nga bắt đầu sử dụng cái loại này nhiều rồi quý vị ạ. Hãy đến với hình ảnh tiếp theo. Đây là một uh, uh, đòn tấn công của Nga cũng ở hướng khắc cốp nhắm vào vị trí đóng quân và trang thiết bị vũ khí của Ukraine. Ôi dồi ơi. Đi lại nhiều như kiến luôn. vâng uav trinh sát đã phát hiện ra ukraine ở trong rừng rồi rất khó để có thể trốn đúng không ạ nổ rồi hôm nay thì rất nhiều video ở vùng kharkov lại là kharkov em nó một quả bom fab cộng với trận địa pháo phản lực nhắm vào khu vực đóng quân của ukraine ở hướng vovchansk đấy hai quả nổ rồi các tòa nhà cao tầng còn nguyên. Ukraine bắt đầu những nỗ lực phản công đầu tiên ở Vô Trang. Tuy nhiên thì quy mô chúng tôi không cảm nhận được là nó tương xứng với những uh, những những cái sự kỳ vọng. Có khả năng là nó chưa thực sự. rồi. Những cái chấm nhỏ này quý vị nhìn đấy. Đấy, nó chấm nhỏ nổ lên bé tí đấy. Thế còn cái ban nãy cái quả FAB đầu tiên thì nó to đùng ra. Đúng không ạ. Đấy, nó to như thế này. Còn lại các chấm khác thì nó bé tí như là các cái... Uh, gọi là, là 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 hạt đỗ. Đây là hình ảnh mà phía nga à, hoặc là ukraine đã tiến hành cắt cái con cầu, cắt cái cầu sau khi mà có thông tin là họ đánh đồng loạt 4 năm thị trấn ở phía bên phải của Trang. Sau đó họ cắt cầu. Thì không biết là ukraine hay là nga cắt cầu, nhưng mà buổi sáng nay chúng tôi có nghe thấy thông tin à, rất nhiều nguồn tin đã nói rằng nga đã đánh chiếm được một cái phần lớn của cái khu vực bên này. Tuy nhiên là thông tin tiếp theo thì mười mấy tiếng đồng hồ sau cũng không có cái thông tin gì thêm. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy con cầu của chúng ta nó vẫn quay tít. Với việc Nga cắt cầu ấy thì họ sẽ không cho Ukraine có thể rút về. À, tuy nhiên thì chỗ này nó cũng khá là dễ đánh. Cho nên Nga cũng nếu mà đánh xong thì họ phải đánh tiếp theo. Cho nên là việc cắt cầu sẽ cản bước tiến của chính họ. Cho nên khả năng Ukraine cắt cầu. Bởi vì khu vực này thì nó bị tách rời rồi, khỏi hiện thực rồi. Nó chỉ có một cái đường duy nhất chạy từ đây xuống đây thôi và chính qua con cầu như vậy, cho nên rất có khả năng là chính họ đã cắt con cầu để mà không cho phía nga truy kích ở phía sau, đúng không ạ? Lại một video phía nga dùng pháo truy à, và, tấn công vào các vị trí đóng quân của Ukraine ở hướng Kharkov. Hôm nay Kharkov thì nó rất nhiều uh, giao tranh rất dữ dội. và thật là ngứa mắt. Còn đây là những hình ảnh ở hướng vô Tran cũng khắc cốp. Lần này thì chúng ta thấy là pháo kích của Nga cũng tấn công vào các trận địa đóng trong thành của Ukraine. 4 năm quả pháo liền một lúc rồi vào trận địa. Kho đạn cũng ở Vô Tran. Có thể nói rằng là bây giờ trận đấu ở Vô Tran đang diễn ra rất khói lửa kho đạn vô tràn đã trúng uh, hỏa lực của phía nga bốc cháy uh, nghi ngút đấy nổ tiếp rồi các que uh, đợt nổ thứ cấp diễn ra khi mà kho đạn nó đã nổ lan sang các cái uh, vùng lân cận Nó nổ to rồi ui rồi ôi tình hình rất là căng lại nổ nữa là một kho đạn rất to, đúng không ạ? Đây là hình ảnh đạn thông minh Krasnopol của phía nga tấn công vào làng Siminipka. Ở đây cũng có một cái làng Siminipka và đây là một cái xe tăng của phía nga, có thể nói đi khá là nghênh nga và không phung lọt khỏi cái tầm mắt của những con mắt cú vọ từ UAV vô lan ở trên bầu trời và cú vọ kết hợp với lại uh, gọi là thần tiễn bách phát bách trúng đã không thể nào cứu được uh, và và đã không uh, Ukraine đã không thoát khỏi cái định mệnh. Chết rồi, ông này đầu lâu xương chéo thế này. Vẫn là pháo kích của nga uh, sờ lần vào những mục tiêu đóng quân trong các tòa nhà rất lộ liễu quý vị đấy đi vào không hề có phép tắc gì thế là thôi rồi một cụm mà các chiến sĩ Ukraine đã xuân này đã không thể quay về hiếp ông này một cái video mà ba bốn cái đầu lâu ông ấy đánh dấu thế này là sợ ăn cắp video đấy quý vị Ukraine thì uh, có cái thời gian họ lấy rất nhiều video của nga, họ chỉnh sửa rồi làm mô uh, editor đấy. Cho nên là bây giờ các ông nga ông cho gọi là cái logo kín màn hình luôn. Ngày xưa thì tôi cũng hay đưa video của Ukraine nhưng mà về sau phát hiện ra họ lấy khá nhiều của nga rồi sau đó thì họ là cấy ghép rồi họ video thì nó mang tính chuyên tuyên truyền nhiều, có nghĩa rằng là chỉ có những cảnh cháy nổ của nga thôi, thế còn lại những cảnh còn lại thì nó không có, à, nó cắt bớt đi. và đây là hình ảnh giao tranh đang dữ dội và cũng không khác gì địa ngục ở khu vực cũng vẫn là vô tràn của chúng ta. cảnh những người lính nga tiến vào LIPSY, bắt được những cái trận địa của Ukraine, và rất thú vị. đây là một khẩu súng phóng lựu, đây là một khẩu súng ngắn. Hình ảnh cũng là bom. À vâng, cái này đúng chúng ta vừa xem rồi. Nó chỉ ở góc nhìn khác mà thôi. À không, đây đây đây, cái này cái khác. Hoàn toàn khác quý vị. Lại bom chân không tiếp. Ô đáp. Và cũng nhưng mà cũng rất có khả năng là cùng một chỗ chỉ khác cái góc quay thôi, đúng không ạ? Xe bọc thép Max Pro cũng ở hướng vô tràn khắc cốp bị x lan xét tiêu diệt chạy nhanh thế này rồi mà không thoát được phải nói những người điều khiển lan xét là những người có tay nghề rất cao không chỉ những mục tiêu cố định mà những mục tiêu di chuyển họ cũng có thể dễ dàng đánh bại mà kể cả di chuyển với vận tốc khá cao À vâng lần này thì anh chui vào rừng anh lấp trong rừng rồi được rồi. Và chỉ thế thôi sao? Và cái này chúng ta đã xem qua. Hình ảnh một chiếc xe bọc thép cô bị bỏ lại bên đường. Và tôi cảm giác rằng cái xe này chính là xe của phía Nga, đúng không ạ? À không phải phía Nga. Của Ukraine rồi, giơ ngón tay thối được. Đây là những người lính bước qua xe bọc thép để tiến về phía trước và giơ ngón tay thối đồng nghĩa với việc là xe bọc thép đó là của phía Ukraine. Lại là đạn thông minh của phía Nga nhắm vào các cụm đóng quân. Lần này thì lần hiếm hoi tôi thấy là đạn Krasnopol họ đã nhắm vào những cái uh, trận địa đóng quân của Ukraine. Bởi vì cái đạn ấy nó phẫu thuật Uh, Chứ còn sát thương của nó thì cũng bình thường và nó rất đắt tiền cho nên là thường sử dụng vào những cái uh, mục tiêu mà nó có cái giá trị cao Nhưng chúng ta cũng không biết được, đấy là đắt là đắt ngày xưa thôi, dạo này tôi thấy là Nga sử dụng cũng khá vô tội vạ Nghe nói là một quả đạn đấy thì uh, nó có giá thành sản xuất đâu đấy vài chục nghìn đô la ở phía Nga nhiều người cho biết rằng nó là vài trăm nghìn đô la. Nhiều người thì nói rằng nó nặng ngang với một cái quả đấy bằng vàng. Vâng, hãy đến với lại pháo kích của lực lượng Wagner ở hướng khắc cốp. Ở hướng Lipsi, trinh sát của Nga đã phát hiện ra trận địa pháo kích Ukraine nằm ở trong làng và không mất thời gian lâu sau khi UAV đã điều khiển tọa độ để cho pháo kích tấn công vào trận địa của Ukraine những ngôi nhà và có khả năng là ngôi nhà màu đỏ của chúng ta rồi những ngôi làng hết sức là và thanh bình như là một ngôi làng trong chuyện cổ tích rất tiếc là đã để cho thế lực phương Tây khiến cho cuộc chiến huynh đệ tương tàn ở những ngôi làng vâng đã nổ rồi quá nhiều video ở hướng khắc cốp có khi chúng ta sẽ phải di chuyển tới những khu vực khác cho nó có tí ấy vẫn là uav tấn công vào hướng khắc cốp lần này thì họ đã tiêu diệt một cái ụ súng máy của ukraine Lancet tấn công ở trận địa uh, Sivak-Kupian Và chúng ta di chuyển tới chiến trường Kupian Lần này thì họ đã tấn công vào một cái máy kéo Và một cái máy kéo, uh, một cái máy công binh của Ukraine Ở làng uh, Kuzemika Đây là một trong những mặt trận mới Và máy kéo, máy cày này Vâng, cũng không biết là họ đào chiến hào công sự hay như thế nào Vâng, số lượng nhiều không kén chính là cái khu vực uh, Sivec, Bakhmut Mút và 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 vùng Cha Súp Cha của chúng ta. Lại là một quả bom ô đáp tức là bom chân không 1.500, ném ở hướng Sivec. Mà mỗi lần quả bom này nó ném ở đâu thì chúng ta sẽ thấy là Nga sẽ tấn công sau đó ở đó, mặc dù là cái thời gian thì chúng ta không biết cái khung thời gian. Vâng, nhìn trông nó rất là khủng khiếp. À, phía Nga đã quan sát được một lực lượng đông đảo Ukraine à, thường xuyên đi lại đóng quân ra vào nhộn nhịp ở cái khu vực trung tâm đó và họ đã sử dụng bom ODAP-1500 để tấn công vào khu vực trung tâm của Sivach. Chắc chắn là tổn thất về người à, trong đợt tấn công này sẽ rất lớn. Một chiếc pháo tự hành của Ukraine bị phá hủy ở khu vực Donetsk. và lùi vào trong uh, rừng. Nhưng mà không quên xóa dấu chân đúng không ạ? Cho nên là rất có khả năng thì đã bị phía Nga lần ra. Vâng, lại là những cái cảnh quay gọi là đấu pháo giữa hai bên. Rất có khả năng video này chúng ta đã từng xem qua. UAV lan xét tấn công bằng vào pháo của Ukraine ở Vsele, một cái hướng phía nam của Sivach. hiện này mà cơ cũng lần ra được. À, nó khai hỏa. Nó bắn rồi, nó bắt đầu lộ, đúng không ạ. Úi giời, lại quay rồi. pháo và UAV của Nga tấn công vào vị trí đóng quân, trang thiết bị vũ khí tập kết của trận địa của Ukraine. Vâng, chán thật quý vị ạ. Lúc nào mà nó đã xoay là nó cứ xoay thế này thôi. Vâng, nổ rồi. Nổ thì xoay luôn. Trận đấu này rất hay. Nhưng mà có vẻ là chúng ta sẽ trải qua một thời gian khó khăn khi mà video nó dài tới 5 phút một trận đấu mà phía nga đã đột kích bằng uh, xe bọc thép ở mặt trận uh, Chasipja, một cái video mà khả năng rất nhiều cảnh khốc liệt, vì nó dài tới 5 phút và nó ở hướng mà người ta đang giao tranh rất dữ dội. Úi rồi ôi và phát là anh đã tăng tốc rồi, rất đẹp mắt. Vâng, đây là khói trắng. Nhiều hôm qua quý vị bảo rằng là cái tăng rùa của Nga đấy không phải là bị bắn mà bị khói trắng. Rất có khả năng quý vị ạ. Khói này là khói để mà nó tung hỏa mù, đúng không, quý vị? Vâng, có khi là chúng tôi, tôi phải kiện cái nhà mạng hay nhiều quý vị nhỉ? Video này nó hơi dài quý vị ạ. Chúng ta thử theo dõi xem là nó có cái gì. Đấy, cha xốp da này. Đây là cái góc khu vực phía 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 đông bắc của cha xốp da. Nhà cửa thì chỗ đấy nó heo hút lắm. Còn lại vãi dãy nhà. Đấy, chẳng còn cái gì nữa rồi. Ôi giời ơi. Vậy đây là cái hướng mà chúng ta zoom vào, chúng ta sẽ thấy nó nằm ở cái góc phía xa đấy thị trấn nhìn từ trên cao thì cứ tưởng rằng là nó không uh, nó 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 bé đúng không ạ nhưng mà zoom vào thì nó to phết đấy đấy và cái này thì nó chỉ là mấy cái góc ở tít trên này thôi chứ chưa phải là cái khu vực trung tâm ở đây trung tâm đây nó có mấy cái uh, tòa nhà cao tầng mà nó san sát cơ À, đâu rồi xe tăng của nga đã mất hút ở đâu rồi ở cái ốc này thôi mà một xe tăng của nga vào mà chúng ta nhìn thấy bao nhiêu quả đạn nó bắn xung quanh ấy, đúng không ạ vâng đây, đây 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 nó vào tới khu vực trung tâm này xem là anh định làm gì mà anh đi có vẻ rất là bí hiểm như vậy kẻ cũng lạ thật thông thường một cái xe tăng như thế này ấy, mà nó, nó đi ngang ngang ở cái chỗ mà phía trước không có gì chắn của tòa nhà cao tầng thì thông thường nó sẽ bị súng chống tăng ở trên các tòa nhà cao tầng bắn phát chết ngay cái đấy là không có bản cãi thế nhưng mà con xe này có thể nói rằng là nó nó rất lạ đúng không ạ nó đi vào từ khoảng cách rất xa mà cũng chưa thấy Ukraina khai hỏa về phía nó một chiếc xe tăng đằng sau vâng đang vừa đi vừa nã đạn và cũng bị pháo kích của Ukraina truy kích ở gần đó hai chiếc xe tăng và một chiếc xe bọc thép đằng sau nữa. Và vừa đi vừa bắn, rất đẹp mắt. Không biết là cái xe tăng đầu đâu mà vào thì mất hút rồi. À kia kia, đang lùi ra kìa. Ba chiếc trong màn hình quý vị ạ. Đây này, đây này, đây này, đang di chuyển. Trong đó có bọc thép ở tiến thẳng vào khu vực trung lộ rất hổ báo. Vừa đi vừa bắn rầm rầm vào tòa nhà. Đấy, những cái ánh lửa nổ lên ở chân tòa nhà. Vâng, trận đấu này được đấy. Cũng không đến nỗi tội. Mỗi tội là hơi quay thôi. Xe tăng đã rút ra. Vâng, đội hình triển khai có vẻ nó hơi hơi kiểu như hơi, hơi hỗn loạn quý vị nhỉ. Nó không có đội hình, đội hiếc gì cả. Hay là toàn là ông các vị trí libero hết thế này. Chạy ngang, chạy dọc. À, mà rất có khả năng thì cái xe đầu tiên nó là xe thép. À, nhưng mà cái đấy tăng nhiều hơn. Tăng nó mới chậm và nó nặng đô, nó đầy như kia. Còn lại các xe sau là vào để đưa quân đổ bộ vào vị trí. Đúng không ạ? nó có khả năng. Nhưng mà một con xe này có liều không? Nó lao tít vào trên này. Đấy, ui rồi rồi. Ông ấy sọc thẳng vào trong gọi là vòng cấm địa. Đâu rồi? Liệu anh có thể quay về được không? Không biết là cái góc này là quay này thì góc của Ukraine là góc của Nga. Vâng, trận đấu khá thú vị, mặc dù số lượng xe tăng tham gia hơi ít. Tăng và bọc thép chỉ có 3 chiếc thôi. Và hai chiếc đã rút thành công, không biết là chiếc thứ ba này có nằm xuống không. Vâng, UAV đang truy tìm đồng đội. Anh đã đâu rồi? À đây rồi không phải Vâng, không tìm thấy đồng đội nào nữa rồi khả năng chiếc thứ ba quá hổ báo và trận địa đã nằm xuống rồi vâng kẻo gấu thật đây quý vị ạ đúng không ạ có mỗi một chiếc thôi không có tăng đi trước mà dám chạy và đi tít xa ở phía đầu kia và một cái trận đấu khiến chúng ta tò mò nên là chúng ta thử xem là nó nó cuối cùng nó như thế nào cái kết của nó như thế nào hết rồi Vâng và đây là video không thể quên được ở trận bhalo dpr này quý vị này dã dạ man chưa đấy phá phản lực các loại pháo, các loại bom đang dồn vào cái thị trấn bé bằng cái mắt mũi này này. Đấy. Úi dồi. Có mấy giây thôi mà các ông ấy bao nhiêu chấm lửa nổ lên. Kinh khủng khiếp đúng không ạ? Và tít ở đằng xa nữa quý vị nhé. Nhìn này, ngọn đồi tít đằng xa kìa. Đấy. Pháo phản lực à? Hay là cái gì mà lại ghê gớm vậy? Chắc là phá phản lực rồi. Hai ba cụm phá phản lực nó nã đạn rồi. Vâng, thử xem lại xem là cái trận địa này là... Và có khả năng là, là là Nga tự tin là họ đã giải phóng Bihorivka, đúng không ạ? Bởi vì là những cái đợt tấn công dữ dội như thế này. Đấy, khắp chân trời luôn kìa. Đấy, ngọn đồi phía xa xa quý vị kìa. Đấy. Dã mà, đúng không nào bắn thế này lấy đâu ra tiền? Chỉ có Nga mới bắn như thế này thôi chứ còn Ukraine lấy đâu ra, phương Tây lấy đâu ra? Vâng, trận uh, Nga tiến vào khu vực Chasovka và cảnh tượng bắt được một chiếc xe bọc thép cháy rụi. À, xem video của lực lượng đặc nhiệm Nga xem nào ở hướng cha xốp ra có gì hay. Úi rồi Tay lái quá lụa. Đấy, cha xốp ra đây quý vị này. Đây chính là những tòa nhà ở sát. Sát cái vùng 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 giao tranh biên đấy. Như vậy là quân Nga đã tiến vào rồi. Đúng không ạ? đã tiến vào đã chiếm được những cái tòa nhà đầu tiên. À không phải, đây là là tôi là... chưa rồi phải 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 tua qua. À vâng, đây là đặc nhiệm nga tấn công vào quân đội ukraine à, và như vậy thì à, à, sau khi sử dụng xong thì một loạt trang thiết bị cộng với lại à, binh lực đã bị tiêu diệt ở hướng đấy. Vậy thì có khả năng rằng là khu vực đó là cái khu vực mà Nga vẫn chưa đánh chiếm được, đúng không ạ? Mới có quân đủ cái này. Tuy nhiên thì chúng tôi không biết đích xác thời điểm cũng như là cái vị trí của nó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là khu vực cao tầng ở cái đâu đấy, đúng không ạ? Xung quanh khu vực này. Xe tăng T-72M1 của Ukraine phát nổ ở cửa ngõ của Bakhmut. Vụ nổ quá to. Khiếp thật quả nổ này thì khẳng định là dẫm mìn rồi đấy úi rồi ôi chỉ có mìn thì mới nó mới nổ như này thôi chứ còn pháo phiếc thì nó cũng không thể nổ ngay được như này mìn mìn tăng chống tăng rồi đúng không, quý vị vâng chúng ta hãy đến với một vài mặt trận khác đây là thị trấn Novo Alexandro chiều nay đã có giao tranh ở phía ngoài rìa thị trấn này rồi phía nga đã bắt đầu tiến lên đây thị trấn này ở khu vực phía Adipka đây hình ảnh fab ném vào trận địa thị trấn này sau đó thì nga đã tràn vào chiếm được khu vực phía đông nam không biết bây giờ thì kết quả của trận đấu như thế nào nhưng mà rõ ràng đây là một cái hướng mà ukraine không thể để mất nga có thể chọc một phát tới cái khu vực này cắt đôi đường từ konstinica tới poros đúng không ạ đấy là coi như là suy yếu toàn tuyến luôn không nói nhiều và thôi chúng ta sẽ đến với bờ sông Khe Son đi. Lâu lắm rồi chúng ta không quay sông Khe Son để kết thúc phần giao lưu của quý vị trong chương trình bình luận chém gió video ngày hôm nay. Hình ảnh bên bờ sông, một cái điểm triển khai quân tạm thời của Kena. Bị tên lửa l -Mu của Nga xăm soi và sau đó phẫu thuật. Đây là dòng tên lửa nhẹ đa năng. À, công thủ toàn diện. Bắn là chết. Tên nửa nhưng mà điều khiển không khác gì UAV. Họ đã phát hiện ra tòa nhà Ukraine ẩn nấp trong đó và sau đó LMU đã tìm đến. LMU đã tìm đến thì cũng lu mở luôn. Còn đây là hình ảnh UAV tấn công vào xuồng xiếc của Ukraine. một chiếc xuồng mà câu bé tẻo teo nằm trên bờ sông nepo không rõ tung tích hình ảnh của các chiến binh ukraine đang cố gắng nỗ lực đổ bộ sang phía bên kia bờ sông nepo sau đó thì đã bị uav tấn công toàn quân đã xuống diện kiến vua thủy tề vâng cũng là lúc mà chúng ta thấy mạng đã rất bệnh hoạn rồi xoay rất đẹp rồi cho nên vâng đây là cái gì đây anten và cũng lại là tấn công vào tàu bè bơi dọc dòng sông những cái sông này là những cái nhánh sông nhỏ quý vị hai bên giờ đang lùng sục tàu bè thuyền thiếc của nhau thôi hỏng rồi và thôi chúng ta bỏ qua và như vậy là chúng ta hôm nay có những cái video rất thú vị liên quan tới các quả bom ODAP 1500 bom chân không của nga ném vào vùng vô chan và vùng sibek điều đấy cho thấy rằng nga chuẩn bị đánh lớn ở những khu vực này à, và, và sức công phá của nó rất khủng khiếp ukraine có thể sẽ tổn thất lớn ở trong cái vụ ném bom ở sibek rồi là cảnh giao tranh rất khốc liệt và rất đẹp mắt ở hướng Trà Sốp Cha, mặc dù chưa rõ cái số phận của cái đợt tấn công của hai bên. Và vô vàn video trong ngày hôm nay, và rất tiếc là chúng tôi có ít thời gian, cộng với lại video nó xoay tròn nhiều quá. Và tạm thời chúng ta chia tay nhau ở đây. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.